Số 1501. Bồ Tát giữa bổn. 2. Bồ Tát di lặc thuyết. Hán dịch Tam Tạng Pháp Sư Huyền Tráng đời Đường. Bồ Tát nào để lãnh thọ giới thanh tịnh của Bồ Tát nên tự mình thường suy nghĩ đúng đắn. Đây là việc làm chân chánh mà Bồ Tát cần phải làm. Đây chẳng phải việc chân chánh để Bồ Tát làm. Suy nghĩ trước rồi sau đó mới thực hành. Việc làm đúng đắn cần phải siêng năng tu học, là nên chuyên tâm lắng nghe tạng Tố Đát Lãnh Kinh cho đến Ma Đát Lý Ca luận, tùy theo những điều được nghe mà siêng năng tu học. Bồ Tát nào an trú vào giới luật nghi thì có bốn pháp xứ tha thắng. Bốn pháp là: Bồ Tát nào vì tham cầu lợi dưỡng như cung kính tự khen mình chê người, đấy là pháp xứ tha thắng thứ nhất của Bồ Tát. Bồ Tát nào có của cải tài sản nhưng lại có tánh keo kiệt, có người nghèo khổ bần khổ, không nơi nương tựa cô quạnh đến cầu xin mà không khởi lòng thương xót, tu tập hạnh thí xả. Nếu có người đến cầu pháp chân chánh tuy biết pháp nhưng vì tánh bỏ xẻ nên không ban bố pháp, đây là pháp xứ tha thắng thứ hai của Bồ Tát. Bồ Tát nào cứ nuôi dưỡng làm tăng thêm sự giận dữ trói buộc do nhân duyên này, không chỉ phát ra những lời nói tô ác mà lại còn do giận dữ che lấp nên đánh đập làm đau đớn thương tổn họ bằng tay chân ngói đá dao gậy, bên trong lại ưa thích ôm lòng thù hận giận hờn tàn ác. Nếu có người vi phạm đến sinh sám hối mà vẫn không chấp nhận, không vừa lòng, không từ bỏ oán kết, đây là pháp xứ tha thắng thứ ba của Bồ Tát. Bồ Tát nào ưa thích việc chia bày tạng Bồ Tát bằng cách tuyên truyền, chỉ bày lập ra thuyết tương tự chánh pháp, đối với pháp tương tự đó hoặc tự mình hiểu hoặc theo người khác mà truyền bá, đây là pháp xứ tha thắng thứ tư của Bồ Tát. Bồ Tát đối với bốn pháp xứ tha thắng này không được phạm một giới nào, huống nữa phạm cả bốn giới. Ai phạm thì người đó trong pháp hiện tại không tăng trưởng được sự giáo hóa để làm tư lương cho tâm bồ đề của Bồ Tát. Ai phạm thì người đó trong pháp hiện tại sẽ không ưa thích thanh tịnh. Cả hai gọi là tương tự Bồ Tát chứ chẳng phải Bồ Tát chân chánh. Bồ Tát nào phạm hạ trung phẩm truyền thì cũng như hủy phạm bốn pháp xứ tha thắng mà không sợ bỏ giới luật nghi thanh tịnh của Bồ Tát, thì phạm thượng phẩm truyền tức gọi là mất giới. Nếu Bồ Tát nào thường hủy phạm bốn pháp xứ tha thắng mà không biết hổ thẹn còn sanh ưa thích, cho đó là công đức đấy gọi là phạm thượng phẩm truyền, thì chẳng phải là Bồ Tát. Khi vừa phạm một lần pháp xứ tha thắng thì giới luật nghi thanh tịnh của Bồ Tát liền bị mất, cũng như các tỳ kheo nghi khi phạm vào pháp tha thắng thì giới biệt giải thoát liền mất. Nếu Bồ Tát phạm những pháp này thì bị mất giới luật nghi thanh tịnh của Bồ Tát, ở trong pháp hiện tại có thể kham nhận nhưng phải thọ giới lại, cũng như tỳ kheo dù trong giới biệt giải thoát mà phạm pháp tha thắng thì trong pháp hiện tại không thể thọ giới lại. Như vậy Bồ Tát trụ trong giới luật nghi thanh tịnh của Bồ Tát còn phải biết rõ có vi phạm hay không vi phạm, là nhiễm ô hay không nhiễm ô ở trong các phẩm thượng trung hạ. Bồ Tát nào thường trụ trong giới luật nghi thanh tịnh của Bồ Tát từng ngày đối với Như Lai vì Ngài mà xây dựng nhiều chùa tháp, đối với chánh pháp vì chánh pháp mà in chép nhiều quyển kinh, là gồm các tạng kinh luận của Bồ Tát, đối với tăng già là những Bồ Tát ở khắp mười phương để thể nhập vào địa vị tối cao. Nếu không vì những vị đó đem những vật thực hoặc ít hoặc nhiều hay đủ tất cả để cúng dường cho đến dùng thân lễ bái và dùng bài kệ bốn câu để tán thán công đức nhân chân thật của Phật Pháp Tăng, thậm chí chỉ dùng lòng tin thanh tịnh như nghĩ về công đức chân thật của Tam Bảo ba một ngày đêm mà cũng trống không, thì đó gọi là có phạm, có chỗ trái vượt, hoặc không cung kính biến nhét để bị vi phạm thì gọi là phạm khinh tội có nhiễm ô, hoặc lầm lẫn quên mất không nhớ để bị phạm thì vi phạm này không có nhiễm ô chống trái. Trường hợp không vi phạm là người do tâm cuồng loạn hoặc đã chứng thể nhập vào địa tịnh ý lạc, tâm thanh tịnh an lạc thì thường không vi phạm. Bồ Tát được tâm thanh tịnh an lạc với như tỳ kheo khi đã đắc được kinh pháp thanh tịnh vậy, đối với Phật Pháp Tăng thường thực hành các việc và cúng dường đầy đủ vật dụng. Bồ Tát nào trụ vào giới luật nghi thanh tịnh của Bồ Tát vì ấy còn có nhiều ham muốn mà không biết đủ, đối với các lợi dưỡng và sự cung kính sanh tham chấp không bỏ, đấy gọi là phạm khinh tội vi phạm này nhiễm ô chống trái. Trường hợp không vi phạm là để đoạn trừ sự ham muốn sân khởi của họ, ta siêng năng tinh tấn sửa trị cho họ, ta siêng năng ngăn trừ tội lỗi, nhưng đừng vì tánh lanh lợi của họ thường khởi mê hoặc ngăn che.
Bồ Tát nào trụ vào giới luật nghi thanh tịnh của Bồ Tát mà thấy các vị lớn tuổi có phước đức đáng kính đồng đến giới, lại sanh kiêu mạn, ôm lòng thù hận, giận dữ, không khởi tâm cung kính, chẳng nhường chỗ ngồi, hoặc có người khác đến bàn luận khi ra về, tương hỏi an ủi, chào mừng, thì lại khởi kiêu mạn, ôm lòng giận dữ, thù hận, không khen ngợi lý chân chánh mà chỉ nói ra những lời thù dối, đấy gọi là phạm khinh tội, vi phạm này là ô nhiễm chống trái. Chẳng phải kiêu mạn ngăn cản, cũng không phải tâm thù hận giận hờn, mà chỉ do biết nhát quên mất với tâm vô ký, thì đấy vẫn gọi là phạm khinh tội, vi phạm này không ô nhiễm chống trái. Trường hợp không vi phạm là gặp phải bệnh nặng, hoặc tâm bị cuồng loạn, hoặc mình đang ngủ say, người đó sanh tưởng cảm giác mà đến gần kề để nói chuyện, bàn luận an ủi, chào hỏi, chào tôi hỏi, hoặc mình vì người mà tuyên thuyết các pháp, bàn luận dứt sự nghi ngờ, hoặc lại cùng tôi hỏi luận thuyết khác, hoặc người nghe, hoặc người khác đang bàn luận về ý nghĩa, dứt sự nghi ngờ mà phải nghe, hoặc người thuyết pháp có chỗ trái phạm, vì với tâm muốn ủng hộ người thuyết pháp, hoặc muốn dùng phương tiện để điều phục người kia thoát khỏi chốn xấu ác, trở nên yên lành, hoặc để giữ gìn quy chế của tăng chúng, hoặc vì tâm muốn ủng hộ các chúng sanh mà không trả lời tất cả đều không vi phạm. Bồ Tát nào trụ trong giới luật nghi thanh tịnh của Bồ Tát khi có thí dụ đến cung tịnh, đến nhà cư sĩ và đến chùa khác để được dân cúng thức ăn, y phục và các vật dụng khác, nhưng vì tâm ý ngạo mạn chế ngự nên sanh tâm đố kỵ, giận hờn, bực tức, do đó không đến mà không nhận lời thỉnh mời, đấy gọi là phạm khinh tội, vi phạm này ô nhiễm chống trái. Nếu do biến nhát quên mất giới tâm vô ký mà phạm, thì phạm này chẳng nhiễm ô chống trái. Trường hợp không phạm là hoặc bị bệnh, hoặc sức khỏe yếu, hoặc tâm cuồng loạn, hoặc đến đó quá cao quá xa, trên đường đi có nạn khủng bố, hoặc muốn dùng làm phương tiện để phục người kia thoát khỏi chốn xấu ác mà trụ nơi an lành, hoặc trước đã nhận lời thỉnh khác, hoặc vì không có thời gian tu tập pháp lành, muốn ủng hộ phẩm thiện khiến không tạm phải bỏ, hoặc vì muốn thu nhiếp nghĩa chưa từng có, hoặc vì nghĩa của pháp được nghe không thối lui, như vì nghĩa của pháp được nghe không thối lui giúp giải quyết mọi sự nghi ngờ nên biết như vậy, hoặc vì người kia có tâm tổn hại buồn bực lừa dối đến mời thỉnh, hoặc vì ủng hộ tâm quá khiêm hờn của người khác, không muốn giữ gìn quy chế của chúng tăng mà không đến, không nhận lời thỉnh mời, tất cả điều đó đều không vi phạm. Bồ Tát nào trụ trong giới luật nghi thanh tịnh của Bồ Tát mà khi có thí chủ cầm giữ các vật có khả năng sanh ra trạng thái tham đắm như mani, ngọc quý, thủy tinh, thì các vật đó đã cầm giữ nhiều tài sản vô giá, thiết tha dân cúng đầy đủ, Bồ Tát vì tâm ý kiềm hận hoặc sân si bực tức chống đối không thọ nhận, đấy gọi là phạm khinh tội, phạm này ô nhiễm chống trái vì sợ bỏ chúng sanh. Nếu vì tâm lười biếng hay sơ suất hay quên mất hay tâm vô ký mà trái phạm không thọ nhận, đấy gọi là phạm khinh tội, phạm này không nhiễm ô chống trái. Trường hợp không phạm hoặc tâm bị cuồng loạn, hoặc biết khi thọ nhận rồi sẽ sanh đắm nhiễm, hoặc biết người thí chủ sau đó chắc chắn sẽ hối hận, hoặc biết thí chủ đang mê loạn mà bố thí, hoặc biết thí chủ tùy theo sự bố thí để theo đó mà được thọ nhận, do đó chắc chắn bị bần cùng thiếu thốn, hoặc biết vật đó là vật của tăng chúng hay vật của chùa tháp, hoặc biết vật đó do người kia trộm cướp mà được, mà biết vật đó là nguyên nhân xảy ra nhiều lỗi lầm hoạn nạn, nhiều có thể bị giết, trói, phạt, cách chức, ganh ghét, quả trách, mà chống trái không thọ nhận đều không vi phạm. Bồ Tát nào trong trụ tâm biết được nghi thanh tịnh của Bồ Tát, thì có người đến cần cầu pháp, Bồ Tát vì tâm ý hiềm hận, sân giận, bực tức, ganh tị, làm thay đổi nên không thí pháp cho người, đấy gọi là phạm khinh tội, phạm này ô nhiễm chống trái. Nếu bị biến nhát, sơ suất, quên mất hay tâm vô ký mà không bố thí pháp cho người, thì gọi là phạm khinh tội, nhưng phạm này không ô nhiễm chống trái. Trường hợp không phạm hoặc là đang muốn tìm cầu chỗ yếu kém mà hỏi, hoặc bị bệnh, hoặc tâm cuồng loạn, hoặc muốn dùng phương tiện này để được phục người kia ra khỏi chốn xấu ác, chỗ nơi yên lành, hoặc đang ở trong pháp vị an lành đoại lạc, hoặc thấy người kia không phát tâm cung kính, không có tâm khổ thẹn giữa cung cách xấu ác mà đến nghe pháp, hoặc biết người đó căn tánh thấp kém và đối với giáo pháp rộng lớn, nếu chưa đắc hoàn hảo họ sẽ sanh tâm lo sợ, phát khởi kiến chấp sai lầm, làm tăng thêm tà kiến, sẽ bị tổn hại, hoặc biết rằng khi người kia thọ nhận pháp sẽ truyền bá lại cho hàng phi nhân, không bố thí pháp, tất cả điều đó đều không phạm. Bồ Tát nào trụ trong biểu luật khi thanh tịnh của Bồ Tát mà phạm vào giới tàn bạo ác độc đối với chúng sanh, do tâm bí hiềm hận, giận hờn, bực tức, người đã phạm giới tàn bạo độc ác như vậy sẽ tìm mọi cách xả bỏ,
không làm lợi ích cho chúng sanh, đấy gọi là phạm khinh tội, phạm này nhiễm trái. Nếu do biến nhát mà sợ bỏ, hay do sơ suất quên mất không làm lợi ích cho chúng sanh thì gọi là phạm khinh tội, nhưng phạm này chẳng nhiễm trái. Vì sao? Vì Bồ Tát ở trong giới hành trì thanh tịnh, thân miệng ý nghiệp đều vắng lặng, và đối với chúng sanh không có khởi tâm thương xót, làm lợi ích thì cũng như phạm giới tàn bạo độc ác của chúng sanh, sở trong nhân khổ chịu sự chuyển biến. Trường hợp không phạm hoặc là tâm cuồng loạn hoặc dùng phương tiện để được phục người kia, như là nó ở trên học viện muốn ủng hộ các chúng sanh hoặc giữ gìn quy chế của tăng chúng, vì những việc như vậy mà sợ bỏ không làm lợi ích chúng sanh thì đều không phạm. Bồ Tát nào trụ trong giới độ kỳ thanh tịnh của Bồ Tát, như đối với việc bị giải thoát mà Như Lai đã giảng thuyết trong tạng luật, vì muốn ủng hộ người kia nên chớ ra giới để ngăn ngừa tội lỗi của hàng thanh văn khiến họ không làm. Nhưng đối với chúng sanh người chưa có lòng tin đúng đắn thì làm cho họ sẽ lòng tin đúng đắn, người đã có lòng tin rồi thì làm cho lớn lên. Đối với điều này thì Bồ Tát và các thanh văn đều bình đẳng tu học, không có gì sai khác. Vì sao? Vì hàng thanh văn có tự lợi làm cho hết, không những sợ bỏ thì làm sao để cứu giúp người khác. Khi do chúng sanh ưa chưa tin làm cho có đức tin, người có đức tin rồi làm cho lớn lên thành sự học. Đối tượng học xứ huống chi là Bồ Tát, việc lợi tha là trên hết. Bồ Tát nào trụ trong giới độ gây thanh tịnh, Bồ Tát như đối với việc giải thoát mà Như Lai đã giảng thuyết trong tạng luật, vì khiến cho hàng thanh văn được trụ nơi ít việc, ít tạo tác, ít hy vọng mà chế ra giới để ngăn ngừa tội lỗi cho hàng thanh văn khiến họ không làm. Đối với điều này thì Bồ Tát và thanh văn sự học không giống nhau. Vì sao? Vì hàng thanh văn xem tự lợi là trên hết, không thể không để tâm đến lợi ích của người khác, nhưng ở trong lợi ích của người khác mà trú nơi ít việc, ít nghiệp, ít hy vọng thì có thể gọi là tuyệt diệu. Chẳng phải Bồ Tát vì lấy lợi ích của người khác là trên hết mà không đối hoài đến lợi mình, nên ở trong lợi ích của người khác mà trụ nơi ở ít việc, ít nghiệp, ít hy vọng được gọi là tuyệt diệu. Như vậy Bồ Tát vì lợi ích của người khác chứ chẳng phải. Thì những người bà con, trưởng giả, cư sĩ Bà La Môn và các nhà thí chủ đến muốn cầu 100.000 loại y phục thì xem xét người kia có khả năng hay không có khả năng, tùy chỗ bố thí của họ mà thọ nhận. Nói về sự mong cầu y bát cũng vậy, mong cầu y bát là cầu cho mình. Các loại tơ tầm, sợi đay nên bảo người thợ không phải bà con may y vì lợi ích của người khác mà nhận. Có chứa các loại y lán đẹp hay các vật dụng khác như tọa cụ, ngoại cụ, từ mới việc cho đến trăm việc phát sanh cảnh tưởng, có thể bị nhiễm 100.000 ức, dù có quá nhiều vật cũng nên nhận để cất chứa. Rồi các việc như vậy, trụ ở ít việc, ít nghiệp, ít mong muốn, Như Lai chế các giới luật để đình chỉ ngăn ngừa những tội lỗi của Bồ Tát, không giống các học xứ của thanh văn. Trong giới luật nghi thanh tịnh của Bồ Tát đối với việc làm lợi ích cho người, mà Bồ Tát lại sanh tâm hiềm hận, sân giận, bực tức, trụ ở nơi ít làm, ít nghiệp, ít mong muốn thì gọi là phạm khinh tội. Phạm này nhiễm trái nên do biến nhát hay tâm đố kỵ, mà trụ ở nơi ít việc, ít nghiệp, ít mong muốn thì gọi là phạm khinh tội, nhưng phạm này không nhiễm trái. Bồ Tát nào trụ trong giới luật gây thanh tịnh của Bồ Tát dùng phương tiện quyền xảo để làm lợi ích cho người mà hiện ra các cái việc làm, mắc phải chút ít tội tánh như bị nhân duyên mà trong giới Bồ Tát không bị vi phạm, đã sanh nhiều công đức như là Bồ Tát thấy kẻ ác trộm cướp, vì tham tiền tài nên cố ý giết hại nhiều chúng sanh, hoặc muốn hại các vị đại đức thanh văn độc giác Bồ Tát, hoặc muốn tạo nhiều nghiệp vô gián. Bồ Tát khi thấy những vị việc như vậy thì sanh tâm suy nghĩ, cho nên đoạn mạng sống của kẻ ác kia, dù có bị đọa vào địa ngục, nếu không đoạn mạng sống của họ thì họ sẽ gây tạo nghiệp vô gián, sẽ phải chịu khổ nạn lớn. Do đó ta thề giết kẻ đó phải chịu đọa ở địa ngục Na Lạc Ca, chứ quyết không để kẻ đó nhận chịu khổ của địa ngục vô gián. Bồ Tát lòng an vui nghĩ như vậy nên đối với kẻ đó hoặc dùng lòng lành hoặc vô ký, khi rõ việc này rồi vì tương lai nên sẽ tâm hổ thẹn vì lòng thương yêu mà giết hại, giết mạng sống người đó vì nhân duyên này, và trong giới Bồ Tát không trái phạm là sanh nhiều công đức. Lại như Bồ Tát thấy kẻ có thế lực mạnh như phẩm vị quan tể tướng mà bạo ác, đối với chúng sanh không có chút lòng thương mến lại chiếm đoạt bức bách, Bồ Tát thấy như vậy liền sanh lòng yêu thương gần gũi, trong lòng an vui muốn làm lợi cho người, mà tùy khả năng có thể phế bỏ hoặc cách chức giáng các phẩm vị của những kẻ bạo ác đó. Vì nhân duyên này mà trong giới Bồ Tát không bị trái phạm, lại sanh nhiều công đức.
lại như Bồ Tát Thế kẻ trộm cướp đoạt mất tài sản của người khác hoặc vật của tăng chúng tháp, cướp đoạt nhiều tài vật cất chứa rồi tiêu xài thỏa thích cho mình. Bồ Tát thấy vậy sẽ lòng yêu thương gần gũi đối với kẻ kia, trong lòng an vui muốn làm lợi ích cho họ, rồi tùy khả năng có thể bức bách để đoạt lại tài vật, đừng để họ tiêu xài vật đó, vì rằng do vật đó mà kẻ kia phải chịu sống vô nghĩa, không lợi ích lâu dài. Vì nguyên nhân này nên Bồ Tát lấy lại tài sản quý báu, nếu là của tăng chúng thì gửi trả lại cho tăng chúng, vật của tháp thì trả lại cho tháp, hoặc vật của chúng sanh thì trả lại cho chúng sanh, hoặc thơ chúng sanh, hoặc chủ của dường cảnh. Lấy vật của tăng chúng và của tháp mà nói, ta mặc sức tiêu xài. Bồ Tát biết như vậy, suy nghĩ, tìm cách thương yêu kẻ ác kia, nói cho họ biết, chớ vì nhân này mà họ phải lãnh chịu nghiệp sử dụng sai trái, phải lãnh thọ sự vô nghĩa không lợi ích lâu dài. Do đó tùy theo khả năng để phải bỏ người kia. Như vậy Bồ Tát tuy không cùng lấy mà không trái phạm lại sanh nhiều công đức. Lại như Bồ Tát ở trong nhà cư sĩ, thấy người nữ thì không có người thừa kế thừa, muốn cầu Bồ Tát làm pháp phi phạm hạnh để có người nối dõi. Bồ Tát biết như vậy rồi liền nghĩ, chớ làm cho người sân giận mà sanh nhiều tội lỗi. Nếu tùy thuận lòng mong muốn của người nữ liền được tự tại, nên tìm cách tạo nơi an ổn, làm cho các căn an lành, và người kia cũng sẽ bỏ nghiệp bất thiện mà an trụ tâm từ mẫn, thực hành pháp vi phạm hạnh. Tuy làm pháp nhiễm ô như vậy nhưng không bị vi phạm, là sanh nhiều công đức. Với Bồ Tát xuất gia vì giữ gìn giáo giới của thánh thanh văn, không được hoài diệt tất cả, do đó không nên thực hành phi phạm hạnh. Lại như Bồ Tát việc cứu các chúng sanh khỏi tai nạn về thân mạng, như bị nhốt trong tù hoặc chặt chân tay, hớt mũi, xẻo tai, moi mắt. Bồ Tát tuy vì tai nạn của thân mình cũng không được nói vọng ngữ, nhưng vì có cho chúng sanh kia thoát khỏi tai nạn nên biết và vẫn tìm cách cố ý nói vọng ngữ. Nói tóm lại, Bồ Tát chỉ nhìn cái nghĩa lợi ích các hữu tình, chứ chẳng phải cái lợi ích không nghĩa. Bồ Tát tâm vẫn tự tại, không đắm nhiễm chỉ vì làm lợi cho tất cả chúng sinh, nên tưởng như che mất sự hiểu biết đúng đắn, để phải dùng lời nói khác lạ. Những lời nói khi đó đối với giới Bồ Tát không vi phạm, còn lại sanh nhiều công đức. Lại Bồ Tát thấy các chúng sanh bị lôi cuốn bởi bạn ác, thương mến không bỏ. Bồ Tát thấy vậy khởi tâm lân mẫn, sanh tâm vui vẻ, thích làm lợi ích cho người, rồi tùy theo khả năng mà giải nói bằng ngôn ngữ ly gián, làm cho họ xa lìa bạn ác, sẽ bỏ sự thân mến. Chớ để cho chúng sanh do thân gần bạn xấu ác mà phải chịu quả vô nghĩa không lợi ích lâu dài. Bồ Tát nói lời lý giá như vậy chỉ vì làm lợi ích cho chúng sanh, khiến người kia lìa bỏ sự yêu thương ấy thì không phạm là sanh nhiều phước đức. Lại Bồ Tát thấy các chúng sanh có những hành động vượt ra ngoài lề lối chẳng hợp lý, nên Bồ Tát phát ra lời nói tô ác quả trách, bác bỏ dùng cách này để khiến cho người kia thoát ra khỏi chỗ xấu ác, trụ nơi an lành. Bồ Tát như vậy cũng vì lợi ích chúng sanh mà đối với chúng sanh nói lời tội ác mà không vi phạm là sanh nhiều phước đức. Lại Bồ Tát thấy các chúng sanh ưa thích âm nhạc, đàn ca, sướng hát, hò về, hoặc ưa thích bàn luận vô nghĩa về dâm đảng, ăn uống, giặc cướp, vua quan trên phố phường. Trong trường hợp này, Bồ Tát phải dùng phương tiện thiện xảo đối với những kẻ đó, nên khởi tâm lân mẫn, sanh tâm ưa thích làm lợi ích cho họ. Từ trường hợp mà dùng lời nói thêu dệt, tương ưng với các loại ca, hát ca, hò về, ngâm vịnh, bàn tán, cái chuyện vua quan giặc cướp, thức ăn dâm đãng ở đường phố, để khiến chúng sinh kia cũng vui vẻ rồi dẫn dắt thâu nhận họ tự tại tùy ý, dùng phương tiện khen ngợi mà đưa họ ra khỏi chốn xấu ác, trụ nơi yên lành. Bồ Tát thị hiện lời nói thêu dệt như vậy mà không phạm tội là sanh nhiều phước đức. Bồ Tát nào trụ trong biết luật nghi thanh tịnh của Bồ Tát mà sanh khởi tướng dối trá, dùng phương tiện nghiên cứu mong cầu lợi giả dối để được lợi bằng pháp vị tại mạng, không có liêm sĩ, cố chấp không bỏ thì gọi là phạm khinh tội. Phạm này chiếm trái trường hợp không trái phạm. Nếu còn sót lại niềm vui sanh khởi, muốn siêng năng tinh tấn mà phiền não cứ bùng cháy làm cho mất tâm người đó luôn luôn hiện khởi. Bồ Tát nào trụ trong giới luật nghi thanh tịnh của Bồ Tát mà làm trộn ràng, tâm bị loạn động, không vắng lặng, không thích vắng lặng, lớn tiếng đùa cợt náo động, rối rít om sòm, nhảy nhót với hy vọng làm trò đùa cho thiên hạ, những nguyên nhân như vậy gọi là phạm khinh tội. Phạm này nhiễm trái, nếu vì quên mất thì phạm khinh tội, nhưng phạm này không nhiễm trái,
trường hợp không phạm hoặc vì trừ bỏ những cái sót lại mà sanh khởi ưa thích nói rộng như trên, hoặc muốn dùng phương tiện giải bày chỗ phát sanh hiềm hận của người kia để được chấm dứt, hoặc muốn trừ bỏ những cái sót lại mà phát sanh sầu muộn khổ não cho người kia, hoặc tính người đó ưa thích các việc như trên, dùng phương tiện để thâu nhận, người đó sẽ tùy thuận kính trọng mà chuyển đổi, hoặc người kia nghi ngờ Bồ Tát làm trở ngại trong lòng thù hiềm ác tâm âm mưu chống đối, mà ngoài mặt tỏ vẻ vui tươi để giả bộ bên trong trong sạch. Tất cả những việc như vậy đều không phạm. Bồ Tát nào trụ trong biết luật nghi thanh tịnh của Bồ Tát mà khởi lên ý niệm có tà kiến rồi nói như vậy, Bồ Tát không ưa thích niết bàn, nên đối với niết bàn sanh tâm chán ghét chống đối. Do đó đối với các phiền não và tùy phiền não không lo sợ chẳng cầu đoạn trừ, không dốc lòng xa lìa nhàm chán, các Bồ Tát trong vô số kiếp lưu chuyển trong sinh tử cầu đạo Bồ Đề. Mà nếu nói như vậy thì phạm không có khinh tội, vi phạm này nhiễm trái. Vì sao? Vì chưa thanh văn đối với niết bàn, rất mong muốn ưa thích thân cận. Đối với những phiền não và tùy phiền não, tâm luôn nhàm chán xa lìa. Như vậy Bồ Tát đối với đại niết bàn phải ưa thích gần gũi. Đối với những phiền não và tùy phiền não tận sâu xa trong tâm, phải nhàm chán xa lìa, phải nhiều gấp bội phần trăm ngàn ức người kia, do thanh văn chỉ vì thân mình mà chứng được nghĩa lợi, còn siêng năng tu tập chân chánh, huống nữa hàng Bồ Tát vì lợi ích tất cả chúng sanh, nhân đắc nghĩa lợi càng cần phải siêng tu chân chánh. Thế nên Bồ Tát siêng năng tu tập không còn tạp nhiễm trong tâm, đối với các việc hữu lậu nên tùy thuận mà thực hành, để thành tựu hơn hẳn các bậc A La Hán không còn pháp tạp nhiễm. Bồ Tát nào trụ trong giới luật nghi thanh tịnh của Bồ Tát, nếu tự mình không có lòng tin sâu xa, nghĩa là đối với các tiếng ác, danh xưng xấu, hành vi không tốt, không ủng hộ, không diệt sạch những sự việc đó nếu đúng thật mà không tránh xa, để hộ trì thì gọi là phạm khinh tội, phạm này nhiễm trái. Nếu những sự việc đó không thật mà không làm cho trong sạch thì gọi là phạm, nhưng phạm này chẳng nhiễm trái. Trường hợp không phạm hoặc người kia ngoại đạo, hoặc người kia ganh ghét, hoặc tự mình xuất gia, nhân đó hành pháp khất thực, nhân đó thực hành pháp lành mà tiếng chê bai tràn khắp, hoặc người kia nhẫn chịu sự che lấp, hoặc người tâm bị cuồng, tiếng chê bai đồn vang thì đều không phạm. Bồ Tát nào trụ trong giới luật nghi thanh tịnh của Bồ Tát, thế có chúng sanh dùng đủ các thứ để gia hành sự khổ sở và gia hành lợi lớn, mà lẽ được nghĩa lợi thì giữ gìn liền lo phiền, thấy mà không làm gì thì gọi là phạm khinh tội, phạm này chẳng nhiễm trái. Trường hợp không phạm do thấy nhân duyên này trong pháp hiện tại được ít nghĩa lợi mà sanh nhiều phiền muộn. Bồ Tát nào trụ trong giới luật nghi thanh tịnh của Bồ Tát mà dùng lời nhục mà trả thù lời nhục mà của người, dùng sân giận báo thù lại sự sân giận của người, dùng đánh đập trả thù sự đánh đập của người, dùng sự đùa cợt trả thù sự đùa cợt của người thì gọi là phạm khinh tội, phạm này nhiễm trái. Bồ Tát nào trụ trong giới luật nghi thanh tịnh của Bồ Tát mà xâm phạm đến chúng sanh khác, hoặc mình không phạm mà người khác nghi ngờ có phạm, nhưng vì tâm lý giận trách hay ngạo mạn không đúng như pháp sám hối, lại sinh tâm khinh thường không xả thì phạm khinh tội, phạm này nhiễm trái. Nếu do biến nhát lùi trễ không sám hối để sợ bỏ khinh tội thì phạm khinh tội, nhưng không nhiễm trái. Trường hợp không phạm nếu dùng phương tiện để thuyết phục người kia ra khỏi chỗ xấu ác trụ nơi yên lành, hoặc là ngoại đạo, hoặc người kia mong muốn, nhưng cốt yếu chẳng phải là pháp hiện hành có tội mới thọ nhận sự tạ tội, hoặc người kia tánh ưa tranh đấu nhưng nhân khi sám hối lại tăng thêm phẫn hận gấp bội, hoặc biết người kia vì kham nhẫn chớ thể không hiềm hận, hoặc biết chắc rằng người kia như lúc sám tội phạm thì phát sanh hổ thẹn mà không cho ta tạ tội, tất cả những điều đó đều không phạm. Bồ Tát nào trụ trong giới luật nghi thanh tịnh của Bồ Tát, khi người phạm lỗi trở lại đúng như pháp sinh tạ tội mà Bồ Tát bị tâm lý giận trách muốn gây xúc não người đó nên không nhận sự sám hối thì gọi là phạm khinh tội, phạm này nhiễm trái. Tuy đối với người kia tâm không giận trách, không muốn làm tổn não, nhưng do tâm, do bẩm tánh không thể kham nhẫn nên không nhận sự sám hối thì cũng phạm khinh tội, nhưng phạm này không nhiễm trái. Trường hợp không phạm hoặc dùng phương tiện để thuyết phục người kia như đã nói rộng ở trên nên biết rõ, hoặc không đúng như pháp sám hối nên không nhận sám hối cũng không phạm. Bồ Tát nào trụ trong giới luật nghi thanh tịnh của Bồ Tát mà đối với người khác luôn ôm chặt lòng giận dữ không nguôi thì vi phạm khinh tội, phạm này nhiễm trái. Trường hợp không vi phạm vì đã đoạn trừ sanh khởi dục lạc của người kia nói rộng như trên. Bồ Tát nào trụ trong giới luật nghi thanh tịnh của Bồ Tát bị tham của bố thí, dùng quyền lực để ái nhiễm quản lý đồ chúng,
thì phạm khinh tội vi phạm này nhiễm trái. Trường hợp không phạm là không tham dự cúng dường, sự thờ phụng hầu hạ, không án diện quản lý đồ chúng. Bồ Tát nào được trong biến lục gây thanh tịnh của Bồ Tát mà biến nhát ưa thích ngủ nghỉ nằm dựa chẳng phải thời lượng thì vi phạm khinh tội phạm này nhiễm trái. Trường hợp không phạm hoặc bị bệnh tật hoặc sức khỏe kém đi lại mệt mỏi hoặc để đoạn thời sanh khỏi ưa thích của người kia như đồng ở trên. Bồ Tát nào trụ trong giới luật nghe thanh tịnh của Bồ Tát mà ưa thích nói chuyện tiếp tục uống phí thì giờ thì phạm khinh tội phạm này nhiễm trái. Nếu dùng quên mất mà bỏ phí thời gian thì cũng phạm khinh tội, nhưng phạm này không nhiễm trái. Trường hợp không phạm khi thấy người khác nói để ủng hộ ý của người đó để yên tâm chánh niệm trong chốc lát để nghe, hoặc có việc đặc biệt hoặc tạm hỏi người khác hoặc đáp cho người khác hỏi thì không phạm. Bồ Tát nào trụ trong giới luật gây thanh tịnh của Bồ Tát muốn để tâm trụ để khỏi định vì tâm, nhưng tâm ý còn hiềm hận ngạo mạn chấp chặt không chịu đến thỉnh cầu thầy dạy thì phạm khinh tội vi phạm này nhiễm trái. Nếu quên mất không thỉnh mời thì phạm mà vi phạm này không nhiễm trái. Trường hợp không phạm hoặc bị bệnh hoặc sức khỏe kém hoặc biết thầy dạy kia điên đảo hoặc tự mình nghe nhiều biết rộng có thể tự tâm an định và trước đã được thầy dạy rồi nên không mời thêm nữa, tất cả đều không phạm. Bồ Tát nào trụ trong giới luật gây thanh tịnh của Bồ Tát mà bị lòng ham muốn che mất không sợ bỏ nổi thì phạm khinh tội vi phạm này nhiễm trái. Trường hợp không phạm hoặc vì muốn đoạn trừ tâm ưa thích sanh khởi của người kia phát khởi sự siêng năng tinh tấn đè nén những bực tức cuồn cuộn trong tâm luôn hiện hành như tham muốn ngang che những thứ như che lấp sân hận mê muội ngộ nghĩ trào cửa tất các việc xấu ác và nghi cũng nên biết như vậy. Bồ Tát nào trụ trong giới luật nghĩa thanh tịnh của Bồ Tát mà tham chấp vào pháp vị thiền định, đối với pháp vị thiền định cho đó là công đức thường gọi là phạm khinh tội vi phạm này nhiễm trái. Trường hợp không phạm nếu bị đoạn trừ tâm ưa thích khởi lên của người kia nó đồng như ở trên. Bồ Tát nào trụ trong giới luật nghĩa thanh tịnh của Bồ Tát khởi kiến chấp mà nói Bồ Tát không nên thọ trì đọc học tập theo giáo pháp của Thanh Văn, Bồ Tát cần gì phải dùng giáo pháp như Thanh Văn, cũng như cần gì mà lắng nghe thọ trì sẽ nói tu tập, nói như vậy thì phạm khinh tội vi phạm này nhiễm trái. Vì sao? Vì Bồ Tát thậm chí đối với những luận lý luận ký văn thơ của ngài đạo cũng siêng năng nghiên cứu cuốn nữa là lời nói của Phật. Trường hợp không phạm vì đối với người dốc lòng huân tập pháp nhỏ mà mình thì muốn họ bỏ cái dốc đó nên nói như vậy. Bồ Tát nào trụ trong giới luật gây thanh tịnh của Bồ Tát chưa từng chuyên tâm nghiên cứu tạng Bồ Tát trừ bỏ tất cả tạng Bồ Tát là chuyên tâm học tập tạng Thanh Văn thì phạm khinh tội chẳng phạm nhiễm trái. Bồ Tát nào trụ trong giới luật gây thanh tịnh của Bồ Tát chưa siêng năng nghiên cứu Phật giáo tuy hiện có đầy đủ giáo lý Phật Đà như là chuyên còn học tập các luận thuyết ngoại đạo và các đạo khác thì phạm khinh tội vi phạm này nhiễm trái. Trường hợp không phạm hoặc thông minh nhạy bén tuyệt hảo hoặc có thể thọ nhận nhanh nhẹn hoặc không thể quên dù đã thật lâu hoặc có thể tư duy thấu đạt nghĩa của giáo lý hoặc đối với giáo lý của Phật quán xét đúng như lý thành tựu đầy đủ công hạnh không nhờ giúp đỡ của một vị giác ngộ khác, cứ mỗi ngày dùng 2 phần thời gian tu học nội điển còn lại 1 phần học theo ngoại điển thì không phạm. Bồ Tát nào trụ trong giới luật nghĩa thanh tịnh của Bồ Tát mà muốn vượt qua pháp Bồ Tát bằng cách nghiên cứu dị luận ngoại đạo mong cầu sự thiện xảo tâm ý thật đam mê như thuốc cay nồng mà muốn tập cho quen để uống thì phạm khinh tội vi phạm này nhiễm trái. Bồ Tát nào trụ trong giới luật nghĩa thanh tịnh của Bồ Tát được nghe nghĩa lý chân thật sâu xa tuyệt diệu hơn hết của tạng Bồ Tát và năng lực thần thông khó nghĩ bàn của chư Phật và Bồ Tát mà không sanh lầm tin hiểu còn chê bai không thể nêu được nghĩa không thể hiểu được pháp chỉ như lời Như Lai dạy có thể làm lợi ích an vui cho chúng sinh thì phạm khinh tội vi phạm này nhiễm trái. Hồi bé như vậy là do tự trong tâm chẳng như lý tác ý hoặc vì tùy thuận người khác mà nói như vậy. Bồ Tát nào trụ trong giới luật nghĩa thanh tịnh của Bồ Tát mà đối với pháp sâu xa vi diệu không tin hiểu được khi đó Bồ Tát phải hết lòng tinh thọ không được vô định quanh co phải tỏ học như vậy ta chẳng phải là kẻ mù dù không có mắt trí tuệ nhưng đối với pháp bị giảng thuyết bằng mắt trí tuệ của Như Lai thì nên tuần theo. Các Như Lai có dùng ngôn từ tâm ý ẩn mật thuyết giảng cho sanh tâm chê bai. Bồ Tát như vậy là biết tôn kính Như Lai. Đối với pháp của Phật hiện biết được tất cả tùy theo sự quán xét. Nếu thực hành đúng như vậy thì không có sự trái phạm tuy không tin hiểu nhưng không có sự chê bai. Bồ Tát nào trụ trong giới luật nghĩa thanh tịnh của Bồ Tát mà đối với người khác có tâm ý ái nhiễm sân giận thì khen mình chê người thì gọi là phạm khinh tội
phạm này có nhiễm trái, trường hợp không phạm nếu vì hàng phục ngoại đạo sâu ác, hoặc vì trụ hành trì thánh giáo của Như Lai, hoặc vì phương tiện để được phục người kia nói rộng như trên, hoặc muốn khiến cho người chưa có lòng tin thanh tịnh phát sinh lòng tin thanh tịnh, người đã phát lòng tin rồi làm cho tăng trưởng gấp bội. Bồ Tát nào trụ trong giới người thanh tịnh của Bồ Tát mà không chịu để nghe giảng thuyết về nghĩa lý dứt trừ sự nghi ngờ chánh pháp, chỉ vì bị tánh ngạo mạn chế phục, tâm giận trách sân hận bực tức thì phạm khinh tội, phạm này nhiễm trái. Nếu bị biến nhát cản trở không lắng nghe thì phạm, nhưng phạm này không nhiễm trái. Trường hợp không phạm nếu không biết, hoặc bị bệnh, hoặc sức khỏe kém, hoặc biết giảng thuyết lộn xộn, hoặc vì để hồi tâm cho người thuyết pháp kia, hoặc biết rõ ràng nghĩa lý của pháp người kia sẽ giảng, tức là đã nhiều lần được nghe, được hiểu và đã thọ trì, hoặc không muốn bị gián đoạn tâm đang trụ ở đối tượng, họ đang chuyên tâm hướng đến định tối thắng của Bồ Tát và tự mình biết chỉ hiểu được đến phẩm trên. Vì căn tánh chậm lục, người trí tuệ thấp kém này khi nghe pháp khó lãnh thọ và khó hành trì, rất khó thu nhiếp tâm ý đối với đối tượng được duyên để được định. Nếu họ không đến nghe pháp cũng không phạm. Bồ Tát nào trụ trong giới người thanh tịnh của Bồ Tát mà có tâm ý khinh thường chê bai, không hết lòng cung kính, chỉ cười khích đùa cợt đối với pháp sư, biết dựa vào văn từ chứ không nương theo nghĩa lý thì phạm khinh tội, không này nhiễm trái. Bồ Tát nào trụ trong giới người thanh tịnh của Bồ Tát đối với các việc cần làm cho chúng sanh lại bị tâm ý giận trách sân giận bực tức nên không giúp đỡ cho họ, tức là luôn tìm cầu các biện pháp với mọi trường hợp xảy ra, hoặc trên đường đi, hoặc đến đường, hoặc đến hoặc đi, hoặc nói về phương tiện nghiệp của chân chánh, hoặc ủng hộ về tài sản quý giá, hoặc cùng hòa hợp vui vẻ không tranh cãi, hoặc trong nội hội ăn vui, hay những việc làm phước đức mà không hề giúp đỡ thì gọi là phạm khinh tội, phạm này nhiễm trái. Nếu bị biến nhát làm trở ngại không thể giúp đỡ được thì vẫn phạm, nhưng phạm này chẳng nhiễm trái. Trường hợp không phạm hoặc có bệnh, hoặc sức khỏe kém, hoặc biết rõ người kia có thể biện tại được, hoặc biết người mong cầu có nên nương tựa nhờ cậy, hoặc biết việc làm đó có thể dẫn đến phi nghĩa và trái pháp, hoặc muốn dùng phương tiện để được phục người kia thì đã nói rộng ở trên, hoặc trước đã hứa giúp đỡ bạn rồi khác rồi, hoặc nhờ người khác có năng lực giúp đỡ, hoặc đối với pháp thiện đã chuyên cần tu tập không muốn tạm bỏ, hoặc tánh mê muội khi nghe pháp khó tin nhận hành trì như trước đã nói, hoặc vì muốn ủng hộ tâm ý của chúng sanh, hoặc muốn giữ gìn quy chế mà không giúp đỡ, tất cả đều không phạm. Bồ Tát nào trụ trong giới luật người thanh tịnh của Bồ Tát khi thấy chúng sanh mắc bệnh nặng nhưng vì tâm ý hiềm khích phiền não bực tức nên không đến giúp đỡ chăm sóc thì phạm khinh tội, phạm này nhiễm trái. Nếu bị biến nhát làm cản trở không đến chăm sóc giúp đỡ thì vẫn phạm, nhưng phạm này chẳng nhiễm trái. Trường hợp không phạm hoặc mình có bệnh, hoặc sức khỏe yếu, hoặc đã nhờ người khác có năng lực tùy thuận đến chăm sóc giúp đỡ, hoặc biết chắc người bệnh có nơi nương tựa giúp đỡ, hoặc biết người bệnh tự có thế lực nên tự có người phục vụ được, hoặc biết rõ người kia bệnh nặng nhưng có thể nhẫn chịu tự lo được, hoặc vì siêng năng tu tập phẩm thắng thiện vô thường vĩ đại, hoặc muốn hộ trì phẩm tu thiện khiến không bị thiếu khuyết, hoặc tự biết rõ mình quá mấy mũi có tánh chậm lục, đối với pháp được nghe khó tin nhận hành trì, khó nhiếp tâm vào đối tượng duyên để định, hoặc trước đã hứa giúp đỡ cho người khác, đối với người bệnh có người khổ nạn muốn giúp đỡ để trừ các khổ cho họ cũng cần biết như vậy. Bồ Tát nào trụ trong giới luật nghe thanh tịnh của Bồ Tát mày khi thấy người muốn cầu pháp hiện tại rồi nói về pháp quá khứ giảng thuyết phi lý, chỉ vì tâm hiềm trách sân giận bực tức nên không theo sự tiến cầu mà thuyết giảng lý chân chánh thì phạm khinh tội, phạm này nhiễm trái. Nếu bị biến nhát làm cho trở ngại không tùy hỷ thuyết pháp thì vẫn phạm mà không nhiễm trái. Trường hợp không phạm hoặc chính mình không biết, hoặc sức khỏe kém chuyển nhờ người khác có năng lực thuyết giảng, hoặc biết người kia tự có năng lực trí tuệ, hoặc người kia đã có bạn tốt khác chỉ bảo rồi, hoặc muốn dùng làm phương tiện để thuyết phục người kia nói rộng như trên, hoặc biết nếu thuyết giảng đúng như lý chân thật thì sẽ khởi tâm giận trách nói lời ác và lãnh chịu điên đảo không tôn kính, và lại biết rằng người kia tánh tình thô bạo ngang ngược nên không tự thuận lời cầu xin mà thuyết pháp, tất cả đều không phạm tội. Bồ Tát nào trụ trong giới luật người thanh tịnh của Bồ Tát mà trước kia đã nhận ân của người khác nhưng lại không biết tri ân cũng không báo ân, chỉ vì tâm ý giận hờn trách nên bây giờ không muốn đáp ân thì phạm khinh tội, phạm này nhiễm trái. Nếu bị biến nhát cản trở sự đền đáp của hiện tại thì phạm như phạm này chẳng nhiễm trái. Trường hợp không phạm ra sức đền đáp nhưng không đủ năng lực không thể báo đáp được, hoặc muốn dùng điều đó làm phương tiện để điều phục người kia nói đồng như trên, hoặc muốn báo ân mà người kia không nhận đều không trái phạm.
Bồ Tát nào trụ trong giới hơi thanh tịnh của Bồ Tát mà khi thấy chúng sanh bị rơi vào thảm cảnh tan thân mất của ngôi vị bổng lộc đều mất nhiều phiền não lo buồn, thế mà Bồ Tát vì tâm ý hiềm khích không đến giải bày cứu giúp thì phạm khinh tội phạm này nhiễm trái. Nếu vì biếng nhác bị ngăn cản không đến giải cứu thì phạm, nhưng phạm này chẳng nhiễm trái. Trường hợp không phạm cần biết như Đức đã nói, đối với sự nghiệp của người khác không vì thế mà giúp đỡ. Bồ Tát nào trụ trong giới hơi thanh tịnh của Bồ Tát có được các loại thực phẩm, đủ các loại các tài vật riêng từ còn cho sự sống, thế mà thấy người đến xin thức ăn tiền tài là hờn trách bực tức không cho thì phạm khinh tội phạm này nhiễm trái. Nếu do biếng nhác phóng túng không cung cấp cho họ thì phạm, nhưng chẳng phạm nghiệp trái. Trường hợp không phạm, nếu hiện tại không có tài vật bố thí hoặc người kia mong cầu vật không như pháp, vật không thích hợp hoặc muốn dùng điều đó làm phương tiện để đối phục người kia nói rộng như trên, hoặc người mong cầu đến chỗ vua thì không thích hợp nhưng muốn ủng hộ ý vua, còn để giữ gìn quy chế tăng chúng mà không bố thí, không thí cho, tất cả đều không phạm. Bồ Tát nào trụ trong giới là người thanh tịnh của Bồ Tát mà thâu nhận chúng tăng chỉ bị tâm ý dẫn trách, nếu không từ thuận thời gian không đến để giáo thọ giáo giới, biết chúng thiếu thốn là không vì họ, từ người có lòng tranh thanh tịnh lớn đến hàng cư sĩ Bà La Môn đối như pháp cầu xin y phục thực phẩm các đồ nằm ngồi dạ các thứ thuốc men các vật cần dùng tùy thời thân cho thân thì phạm khinh tội phạm này có nhiễm trái. Nếu do biếng nhác phóng túng không đến dạy dỗ không đến giáo giới không tìm cầu Phật đúng như pháp thì phạm nhưng chẳng nhiễm trái. Trường hợp không phạm, nếu muốn dùng nó là phương tiện để phục người kia nó rộng như trên, hoặc vì để giữ gìn quy chế của tăng chúng, hoặc có bệnh tật hoặc sức khỏe kém không đảm nhận mọi việc, hoặc đã chuyển tỉnh người khác có thế lực để cầu xin y phục các vật dùng cho thân, hoặc tùy chỗ đã dạy dỗ giáo giới nên đã không trở lại dạy dỗ giáo giới, họ biết trong chúng có ngoại đạo muốn trộm phép nên lén vào trong chúng, do đó không thể đảm nhận, không thể điều phục, tất cả điều đó đều không vi phạm. Bồ Tát nào trụ trong giới luật nghe thanh tịnh của Bồ Tát mà vì tâm ý hiềm trách nên đối với các chúng sanh khác không tùy tâm chuyển đổi thì phạm khinh tội phạm này nhiễm trái. Nếu do biếng nhác phóng túng mà không tùy chuyển cho họ thì phạm mà không phải nhiễm trái. Trường hợp không phạm, hoặc chỗ ưa thích của người đó chẳng thích nghi với người đó, hoặc có bệnh hoặc sức khỏe kém không thể đảm nhiệm, hoặc vì giữ gìn quy chế tăng chúng, hoặc chỗ ưa thích của người kia tuy người kia thích nghi nhưng đối với nhiều người thì chẳng thích chẳng ưa, hoặc muốn hằng phục các điều ác của ngoại đạo, hoặc muốn dùng nó làm phương tiện để phục người kia nói rộng như trên mà không tùy thuận chuyển đổi tâm, hết thảy như vậy đều không vi phạm. Bồ Tát nào trụ trong giới luật nghe thanh tịnh của Bồ Tát mà vì tâm ý chẳng trách không muốn tán dương người thật sự có đạo đức, người thật sự có danh dự, nhưng không muốn khen ngợi điều tốt của họ, người giả nói thật sự tài giỏi nhưng không tán dương tốt thì phạm khinh tội phạm này nhiễm trái. Nếu như biếng nhác buông lung không tán dương khen ngợi cái việc trên thì phạm mà chẳng phải khởi nhiễm trái. Trường hợp không phạm, nếu biết người kia tánh ít tốt, nếu muốn để ủng hộ ý của người đó, hoặc do có bệnh hoặc sức khỏe kém, hoặc muốn dùng nó làm phương tiện để phục người kia nói rộng như trên, hoặc để giữ gìn quy chế của tăng chúng, họ biết rằng do duyên khen ngợi này sẽ làm cho người kia phát khởi tâm kiêu ngạo tập nhiễm vô nghĩa, vì để ngăn ngừa lỗi lầm thì biết công đức của người kia chỉ tương tự công đức chứ chẳng thật là đạo đức, họ biết có tán dương người kia cũng chỉ tương tự tán dương chứ chẳng phải thật tán dương hoàn hảo, họ biết người kia thuyết giảng chỉ tương tự giảng thuyết nhiệm màu nhưng thật chẳng phải hay ho, hoặc vì để hàng phục các ác của ngoại đạo, hoặc vì muốn giữ gìn lợi bàn luận rốt ráo của người khác mà không khen ngợi, tất cả những điều đó đều không vi phạm. Bồ Tát nào trụ trong giới luật nghe thanh tịnh của Bồ Tát thấy cho chúng sanh phải đang quả trách nên trừng phạt nên đuổi đi, nhưng vì tâm ý ô nhiễm mà không quả trách, hoặc có quả trách mà không tự phạt như pháp mà dạy bảo, hoặc tuy trị phạt như pháp dạy bảo mà không đuổi đi thì phạm khinh tội phạm này nhiễm trái. Nếu cho biếng nhác buông thảm không quả trách cho đến đuổi đi thì phạm nhưng chẳng phải phạm nhiễm trái. Trường hợp không phạm, họ biết rõ không thể trị được, không thể dùng lời nói an vui hay phát ra lời nói thô ác, vì rất dễ sanh ra giận trách và để ra nên sợ bỏ, hoặc đợi thời gian họ biết rằng do nhân này mà đấu tranh kiện tụng, họ biết rằng do nhân này mà làm tăng thêm sự phức tạp ồn ào gây sự phá hoại tăng chúng, biết kẻ kia không có tâm vui nên quanh co để biết làm tăng trưởng tánh hộ thiện được có lợi ích nên sẽ sanh nhanh chóng trở lại tốt đẹp mà không cần quả trách cho đến đuổi đi, những điều như vậy đều không vi phạm.
Bồ Tát nào được trong giới luật ngươi thanh tịnh, Bồ Tát thành tựu đầy đủ các loại năng lực biến hóa thần thông. Đối với chúng sanh bị người khủng bố thì có thể khủng bố lại người với người đó. Để người khác dẫn dụ thì dẫn dụ người đó, thế mà trốn tránh việc bố thí niềm tin, không hiện thần thông khủng bố và thâu dẫn thì phạm khinh tội, phạm này nhiễm trái. Trường hợp không phạm là biết trong các chúng sanh này có nhiều người chấp trước kỳ quặc, hoặc là ngoại đạo muốn phỉ báng bậc hiền tánh để thành tà kiến, nên Bồ Tát không thể hiện thần thông khủng bố. Dẫn nhiếp thì không phạm. Là nữa, đối với tất cả giới đều không vi phạm, nghĩa là nếu tâm người kia cuồng loạn tăng lên tột độ, hoặc bị áp bức thọ nhận nỗi khổ nặng, hoặc chưa từng thọ nhận giới luật khi thanh tịnh, biết tất cả đều không vi phạm. Bồ Tát nào đã thọ nhận giới luật khi thanh tịnh từ người khác rồi nhờ vào thanh tịnh mà muốn cầu sự học được tùy ý, được vui thích trong đạo Bồ Đề, được vui vẻ làm đỡ cho tất cả chúng sinh, phát khởi lòng tôn trọng cung kính không cùng, từ khi bắt đầu để chuyên cần tinh tấn, không nên vi phạm. Nếu có vi phạm thì như pháp mà nhanh chóng sám hối việc để trở lại được thanh tịnh. Như vậy tất cả vi phạm đó Bồ Tát phải biết đều là nơi thu tóm của những cái ác, nên phải có năng lực để hướng đến đó, rồi dùng ngôn ngữ diễn đạt nghĩa để có thể hiểu, có thể nhận thọ là tiểu thừa, đại thừa hay Bồ Đạt Già La, đều phải phát bộ phát lộ sám hối để tiêu trừ. Nếu Bồ Tát nào phạm thượng phẩm triền của khinh tội, như phạm pháp thường tha thắng, thì mất giới luật nghi phải thọ lại. Nếu Bồ Tát nào phạm trung phẩm triền của tội của khinh tội, tức phạm pháp thường tha thắng, cần đối trước ba người hoặc hơn ba người mà phát lộ đúng như pháp để trừ bỏ tâm, để trừ bỏ pháp ác tác. Trước tiên kể tên sự việc vi phạm, nên thưa như vậy: bạch trưởng lão hay bạch đại đức, con thân là vi phạm khinh tội giới luật nghi của Bồ Tát. Cứ như vậy kể ra những việc phạm tội làm ác. Còn thì khe phát lộ sám hối để diệt trừ tội do làm ác, cứ nên thưa như vậy: hoặc phạm hạ phẩm truyền của tội của khinh tội, tức phạm pháp thường tha thắng như các khinh tội khác, cho nên đối trước một người như pháp mà phát lộ sám hối. Nếu người không tùy thuận có thể đối trước người khác, trừ người phạm tội để phát lộ sám hối, khi đó Bồ Tát dùng tâm an vui thanh tịnh thì phát thệ nguyện, còn quyết đề phòng và bảo vệ đến tận vị lai, toàn không phạm trọng tội. Như vậy là đã thoát khỏi các pháp phạm, trở lại được thanh tịnh. Như vậy đó là những việc sai phạm giới luật của học sứ Bồ Tát. Đức Phật với mỗi sự sai quấy của mỗi người đều tùy theo căn cơ mà nói ra, tức là dựa vào luật nghi giới, nhiếp thì pháp giới và nhiếp hữu tình giới. Hôm nay giới pháp Bồ Tát này trong tạng luận đã được tổng hợp mà thuyết ra, các Bồ Tát nên phát khởi lòng tôn trọng cung kính, sẽ nên học tập. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.